Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1916 về việc chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công, quận Hoàng Mai xảy ra hồi ngày 18 giờ hôm qua, ngày 16 tháng 6, vụ cháy đã làm 4 người thiệt mạng. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, thì Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, bảo đảm kịp thời theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Công an thành phố, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 25 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, nghị quyết số 26 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, công điện số 04 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tự trang bị lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến Bệnh viện Bưu điện thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy xảy ra tại nhà số 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai vào tối qua. Ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn và đội ngũ y bác sĩ đang điều trị cho nạn nhân là ông Nguyễn Đình Sang, có vợ, một con trai và hai cháu ruột mất trong vụ cháy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao hỗ trợ của thành phố cho các gia đình nạn nhân vụ cháy. 50 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác đã chia sẻ với những mất mát của các gia đình và động viên gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Bưu điện cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các nạn nhân, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã mất, hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Hôm nay, Quốc hội khóa 15 bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 7 sau một tuần nghỉ để giải trình, tiếp thu các nội dung được đại biểu Quốc hội góp ý trong đợt 1. Trong 2 tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông, Trân Thành - Bình Phước. Tuyến đường cao tốc này có chiều dài 128,8 km, được quy hoạch 6 làn xe, đầu tư theo hình thức công tư PPP. Đa số các đại biểu đều khẳng định việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trân Thành - Bình Phước sẽ tạo cơ hội biến các nguồn tài nguyên văn hóa hết sức đa dạng của vùng Tây Nguyên thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, với diện tích đất thu hồi lớn, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần phải tính toán kỹ. Theo báo cáo là cái số hộ dân bồi hoàn là tới 1.299 hộ. Đó, rồi thu hồi đất rừng sản xuất thì 46 hecta, đất nông nghiệp sản xuất khác là tới hơn 1.000 hecta. Tôi cho rằng đây là một con số rất là lớn, mà đặc biệt là cái chuyện thu hồi đất thì không nói gì, nhưng bây giờ giải tỏa, giải phóng mặt bằng tái định cư đối với những hộ dân mà trong vùng dự án phải đền bù, rồi không biết là bây giờ dời nhà được bao nhiêu nhà đây thì mình là không có rõ. Tuy nhiên là đối với hơn 1.000 hộ như thế này là một con số rất là lớn. Các đại biểu cho rằng cần có tầm nhìn tổng thể về vốn đầu tư, thậm chí phải có phương án dự phòng về nguồn vốn để đảm bảo tiến độ dự án. Có một cái nguồn vốn đó là 1.500 tỷ dự phòng của cái đầu tư công trung hạn ấy. Thì dự phòng cho đầu công trung hạn của giai đoạn này đến năm 2025 mới kết thúc. Mà cái nguồn dự phòng này là để phục vụ cho cái chuyện là một khi mà chúng có những cái chuyện đã có cái sự thay đổi trong cái quá trình thực hiện dự án đấy, phải có cái sự điều chỉnh đấy, rồi là gì, tăng về dân công và chúng ta chuẩn bị tới này là tăng lương này, rồi cái giá nhân công thay đổi này, giá nguyên vật liệu thay đổi và cái trượt giá vân vân,
Thế nếu chúng ta chưa kết thúc cái giai đoạn này mà chúng ta đã tính cái dự phòng này nó sẽ thừa ra và chúng ta có thể sử dụng được thì tôi cho rằng là cũng cân nhắc cho nó kỹ về cái nguồn vốn này. Cái nguồn vốn thứ hai là cái nguồn vốn của địa phương. Thì tôi cũng thống nhất với lại như anh Công Long vừa phát biểu, tôi thì cũng rất là phân vân, đặc biệt là với những tỉnh còn khó khăn như là Đắk Nông. Đáng chú ý, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang yêu cầu cần đánh giá kỹ lưỡng số lượng xe vận tải đi qua tác động đến doanh thu của dự án. Trong cái báo cáo của Chính phủ và của Bộ thì có nói rằng đến năm 2030 thì là cái đoạn tuyến cao nhất từ IC1 đến IC3 thì mới có là 7.600 xe đi qua đêm một ngày đêm. Thế như vậy là tính ra là như vậy là cả ngày chúng ta chỉ chưa đến 20 xe. Như vậy là nếu tính bình quân cho 24 tiếng thì như vậy là mỗi một tiếng trên đường cao tốc không có đến một xe ô tô đi qua. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tính đến cái thời kỳ cuối của thời kỳ thu hồi vốn là năm 2045 thì cao nhất là có 23.000 xe. Tức là mỗi một ngày và đêm thì cũng không quá 60 xe ô tô đi qua đây. Thế thì tôi cho rằng là đây là những cái số liệu mà chúng ta cũng cần hết sức là cân nhắc đánh giá. Giải trình những vấn đề mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định tính khả thi đầu tư dự án theo phương thức PPP. Quá trình tính toán thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái dự án có thời gian hoàn vốn là tương đối tốt so với các cái dự án trước đây của chúng ta. Thời gian hoàn vốn là khoảng 18 năm. Thì báo cáo với các đại biểu Quốc hội đây là một cái dự án mà có cái thời gian hoàn vốn mà đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm về đầu tư BOT thì thấy rằng là rất là phù hợp. Và đối với góc nhìn của tài chính của các ngân hàng thì đây cũng là một cái dự án mà tôi nghĩ rằng là các ngân hàng cũng rất là đồng tình. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã dự hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ ngành của ngành tòa án. Hội nghị do Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức kết nối trực tuyến với hơn 800 điểm cầu Tòa án Nhân dân các cấp trong toàn quốc. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và ngành tòa án. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu kết quả công tác chuyển đổi số của tòa án, nghe các tham luận với các chủ đề liên quan. Đặc biệt, hội nghị được xem trực tiếp một số phiên tòa xét xử trực tuyến đang diễn ra tại một số địa phương, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về nền tư pháp nói chung, ngành tòa án nhân dân nói riêng và chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, ngành tòa án nhân dân đã đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ tư pháp công, triển khai nhiều dịch vụ tư pháp công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với hơn 1,4 triệu bản án, quyết định được công bố và phục vụ hơn 180 triệu lượt truy cập, tra cứu, khai thác. Cùng với đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Tòa án Nhân dân các cấp đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức xét xử trực tuyến được gần 20.000 vụ án, tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng. Ngành tòa án bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng trợ lý ảo, hỗ trợ thẩm phán. Qua đó đã tích hợp trên 168.000 văn bản, trên 1,4 triệu bản án, trên 24.000 câu giải đáp tình hình pháp lý. Đến nay thì đã có trên 5,7 triệu lượt hỏi đáp, trung bình từ 10 đến 15.000 lượt một ngày. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành tòa án nhân dân, nhất là trong công tác chuyển đổi số, góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thẳng thắn chỉ rõ một số khó khăn thách thức trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số ngành tòa án nhân dân nói riêng và các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ cho rằng thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tòa án nhân dân là rất quan trọng, rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Mong muốn ngành tòa án tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, coi đây là một trong những công cụ quan trọng nhất, hỗ trợ đắc lực nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các mặt công tác của ngành tòa án nhân dân. Đề nghị ngành tòa án tiếp tục phát huy mạnh mẽ chuyển đổi số. Cái đẩy mạnh thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện cái pháp lý, thể chế, cái cơ chế chính sách để phát triển cái ngành tòa án của chúng ta, trong đó có cái việc hoàn thành cái
cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số. Đẩy mạnh thứ hai là phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng tòa án điện tử và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong mọi tình huống. Đẩy mạnh thứ ba là tạo lập dữ liệu số, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ, liên tục, thông suốt, đồng bộ để nâng cao năng lực quản trị và thực thi của tòa án trên nền tảng số. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ngành tòa án nhân dân sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử theo tinh thần nghị quyết số 27 NQTU của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị cho ý kiến và dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh thành trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các bộ ngành địa phương và các chuyên gia đã thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo nghị định theo hướng bảo đảm phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đồng thời góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Các nội dung được góp ý tập trung vào chương 2 của dự thảo quy định về các loại công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đưa vào kinh doanh. Việc công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh cần áp dụng mọi đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân. Thời gian chuyển nhượng dự án bất động sản, điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản nhỏ, quy định trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Việc hoàn thiện và ban hành kịp thời các nghị định thi hành luật sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để các đối tượng chịu tác động của luật và nghị định triển khai các quy trình, thủ tục liên quan, sớm đưa các luật vào thực tiễn cuộc sống. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các đơn vị liên quan, các bộ ngành sẽ phối hợp để đưa ra các giải pháp khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó sẽ cân nhắc giải pháp cho phép người không cư trú mở tài khoản online EKYC tại ngân hàng. Theo đó, thì trong năm 2023 vừa qua, có đến 9 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng vô cùng lớn, tạo điều kiện kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt là hiện nay, với trường hợp như người không cư trú mở tài khoản mà không có cơ sở dữ liệu căn cước công dân, thì Ngân hàng Nhà nước đang sửa quyết định cho phép mở tài khoản EKYC tại ngân hàng, đồng thời đảm bảo an toàn bảo mật cho người dùng, giảm tội phạm trong thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ chức xếp hạng thị trường MSCI thay đổi đánh giá tiêu chí khả năng chuyển nhượng của Việt Nam từ tình trạng cần cải thiện sang trạng thái không có vấn đề lớn. Đây là một trong những tiêu chí tiếp theo trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán mà Việt Nam đã đạt yêu cầu. Theo đó, thì Việt Nam đã có sự cải thiện trong khả năng chuyển nhượng nhờ sự gia tăng giao dịch ngoài sàn và chuyển nhượng hiện vật có thể thực hiện mà không cần có sự phê duyệt trước của cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, thì Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát triển thị trường, có kế hoạch giải quyết một số vấn đề về khả năng tiếp cận, chẳng hạn như giới hạn sở hữu nước ngoài, yêu cầu về ký quỹ trước giao dịch, private funding, và việc thiếu công bố thông tin thị trường bằng tiếng Anh. MSCI sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ của những cải cách này. Tuy nhiên, thì Việt Nam vẫn còn 8 tiêu chí cần cải thiện để hoàn thành bộ 18 tiêu chí của MSCI. Tính đến ngày 15 tháng 6 thì đã có 28 trên 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó thì nhiều Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện khóa mới tăng về số lượng và mở rộng thành phần tiêu biểu tham gia xây dựng khối đại đoàn kết. Tại các đơn vị hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận cấp huyện, đáng ghi nhận nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 được Đại hội Hiệp thương Dân chủ đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ mở rộng phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu về lòng yêu nước, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã chú trọng phát hiện, giới thiệu, mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và cũng là thành viên trong Mặt trận Tổ quốc, cho nên là tôi sẽ cùng với Mặt trận Tổ quốc đưa các cái phong trào của hội doanh nghiệp phát huy vai trò
trách nhiệm đối với các cái phong trào dân sinh phát triển xã hội của huyện Sóc Sơn cùng với Mặt trận Tổ quốc phát huy các cái phong trào đoàn kết toàn dân. Tôi rất vui khi mà được Đại hội Hiệp thương cử tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình khóa mới. Là người nghệ sĩ, bằng cái lời ca tiếng hát của mình, tôi rất mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Chu đáo, kỹ lưỡng từng khâu công tác chuẩn bị, 100% quận huyện thị xã của Hà Nội đều ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội mặt trận cấp huyện, đó là mã hóa văn kiện tài liệu đại hội bằng mã QR code. Để đại biểu tải, chủ động nghiên cứu tài liệu thông qua điện thoại thông minh, đối với hình thức trình bày báo cáo chính trị bằng trình chiếu video với hình ảnh sinh động, tạo khí thế phấn khởi cho các đại biểu tham dự đại hội. Chúng tôi cũng đổi mới việc chuẩn bị tài liệu của đại hội, đó là chúng tôi đã xây dựng các báo cáo trình bày tại đại hội bằng cái hình ảnh minh họa rất là sống động, làm cho cái đại hội nó thêm phần khí thế và chất lượng của cái đại hội nó sẽ đã được nâng lên rất là nhiều. Cá nhân tôi thì vinh dự được tham dự 3 kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Thế và nhiệm kỳ này thì tôi đánh giá rất cao cái công tác chuẩn bị ứng dụng quét mã QR để cho các đại biểu truy cập và xem tài liệu. Tôi thấy là đây là một cái rất là đổi mới. Với hai đơn vị cuối cùng là quận Hoàn Kiếm và huyện Ứng Hòa sẽ tổ chức đại hội mặt trận vào cuối tháng 6. Hà Nội đảm bảo tiến độ kế hoạch đại hội mặt trận cấp huyện, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận thành phố sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2024. Chọn chủ đề Thu Hà Nội, mùa thu lịch sử, Festival Thu Hà Nội năm 2024 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 9 tới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2024. Điểm nhấn của festival là các không gian, mô hình giới thiệu quảng bá di tích lịch sử Hà Nội, không gian tái hiện hình ảnh Hà Nội nhộn nhịp ngập trong rừng cờ hoa chào đón đoàn quân chiến thắng trở về, không gian Hà Nội 12 mùa hoa, khu vực giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch tiêu biểu, cùng với đó là các không gian quảng bá sản phẩm làng nghề, không gian ẩm thực mang đậm hương vị Hà thành xưa. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Điện Kremlin tuyên bố sẽ tiếp tục quá trình thiết lập vùng đệm ở khu vực Kharkov cho đến khi Nga đảm bảo an toàn cho các khu vực của mình khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Trong một thông báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quá trình thiết lập vùng đệm ở vùng Kharkov sẽ tiếp tục cho đến khi Nga bảo vệ thị trấn Sebenkino, vùng Belgorod và các khu vực khác khỏi những cuộc pháo kích của Ukraine. Moscow tin tưởng một vùng đệm phi quân sự là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga, bảo vệ các khu định cư nằm ngoài tầm bắn của Ukraine. Về vấn đề hòa bình ở Ukraine, ông Dmitry Peskov cho biết, điều kiện hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được các bên xem xét. Tổng thống Nga Putin trước đó đã đặt ra các điều kiện riêng để chấm dứt xung đột, bao gồm kêu gọi Ukraine rút quân cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ngay lập tức bác bỏ những điều kiện này. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã đưa ra cảnh báo rằng việc phong trào Hezbollah tại Liban gia tăng hỏa lực xuyên biên giới nhằm vào Israel có thể dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng ở khu vực. Trả lời báo chí, ông Daniel Hagari cho biết, kể từ khi xung đột giữa Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã phóng hơn 5.000 quả rocket, tên lửa chống tăng và phương tiện bay không người lái mang thuốc nổ từ Liban nhằm vào Israel. Ông Hagari cảnh báo, việc Hezbollah ngày càng gia tăng tập kích Israel đang đẩy các bên đến bờ vực của bước leo thang rộng hơn, có thể gây hậu quả thảm khốc cho Liban và toàn bộ khu vực. Theo ông Hagari, Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường cho tới khi an ninh dọc biên giới với Liban được khôi phục. Hezbollah tuần trước mở đợt tập kích lớn chưa từng có nhằm vào Israel, phóng hơn 100 rocket và 30 thiết bị bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel. Quân đội Israel cho biết 40 rocket và 7 máy bay không người lái đã bay qua biên giới, phần lớn bị đánh chặn, sau một số quả đạn gây ra hỏa hoạn tại cao nguyên Golan và miền Bắc Israel. Mỹ và Pháp đang đàm phán để giải quyết xung đột dọc theo biên giới Liban-Israel. Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố sẽ không ngừng bắn trước khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào dải Gaza.
Cũng liên quan tới tình hình ở khu vực Trung Đông, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã tấn công hai tàu dân sự và một tàu khu trục ở Mỹ của khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Đây là các vụ tấn công tàu mới nhất mà Houthi thực hiện ở khu vực này kể từ xung đột Israel-Hamas bùng phát cách đây 8 tháng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Seri cho biết, lực lượng này đã phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu khu trục Mỹ, tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu mang tên Captain Perry và thực hiện một vụ tấn công khác bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu Happy Condo. Hiện chưa rõ các vụ tấn công này có trúng đích hay không. Trước đó cùng ngày, Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu di chuyển cách khu vực Al Muka của Yemen 40 hải lý về phía nam đã ghi nhận hai vụ nổ. Mặc dù vậy, tàu này và các thuyền viên hiện an toàn và tiếp tục hành trình. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền qua lại tại khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải quốc tế. Các cuộc tấn công của Houthi cũng đã gây ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu khi buộc các chủ tàu phải đổi lộ trình, tránh xa khỏi khu vực trên, đồng thời khiến chi phí vận tải biển tăng cao. Để đáp trả, Mỹ và Anh đã cùng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Banos de Aguasanta của Ecuador, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 30 người khác mất tích. Theo chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và máy móc hạng nặng đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Trước đó, mưa lớn kéo dài đã quét qua các khu vực Trung và Nam Mỹ, khiến nhiều quốc gia cảnh báo về nguy cơ lở đất, đá rơi và lũ lụt gia tăng. Thành phố Banos de Aguasanta, điểm xuất phát của rừng rậm nhiệt đới Amazon, từ lâu đã trở thành điểm thu hút những du khách thích phiêu lưu khám phá núi lửa và rừng rậm ở Ecuador. Jordani xác nhận 14 công dân nước này đã tử vong và 17 người khác mất tích khi đang thực hiện lễ hành hương Haji tại Ả Rập Xê Út. Jordani không cung cấp thêm chi tiết cũng như không tiết lộ nguyên nhân. Tuy nhiên, trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Jordani thông báo 6 công dân nước này đã tử vong vì say nắng trong lễ hành hương Haji. Từ ngày 14 tháng 6, hơn 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại Thánh điện Mecca ở Ả Rập Xê Út để bắt đầu lễ hành hương trong thời tiết mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Trong nghi lễ hành hương này, những người sùng đạo mặc áo choàng sẽ đi bộ quanh Kaaba, cấu trúc hình khối bằng đá màu đen cao khoảng 15 mét ở trung tâm thánh đường Grand của Mecca. Cháy rừng dữ dội ở phía tây bắc thành phố Los Angeles thuộc bang California, Mỹ đã thiêu rụi hơn 4.800 hecta đất và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán. Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy bang California cho biết khoảng 400 lính cứu hỏa, 70 xe cứu hỏa và 2 máy ủi đã được triển khai để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh đã cản trở các công tác chữa cháy. Tính đến cuối ngày hôm qua, lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 2% diện tích đám cháy. Được biết, ngọn lửa bùng lên từ chiều ngày 15 tháng 6 và di chuyển về phía đông nam, hướng tới hồ Pyramid. Hiện lửa đang lan về phía nam Golan, cách thành phố Los Angeles khoảng 96,5 km về phía tây bắc. Cho đến nay, chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ cháy rừng này.